Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2019, đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam. Không những vậy, trong số những bệnh nhân sống sót qua một cơn đột quỵ thì cũng còn tỷ lệ rất cao bệnh nhân phải chịu những sự tàn phế về mặt chức năng, gây ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống và gánh nặng cho người bệnh, gia đình và xã hội. Trong tiểu mục chuyện tối nay của ngày hôm nay, chúng tôi rất vui mừng khi được chào đón vị khách mời là giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Lân Việt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Tim mạch Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, để cùng chia sẻ một số những lời khuyên từ giáo sư giúp cho chúng ta và người thân của chúng ta có thể sống khỏe, phòng tránh được căn bệnh nguy hiểm và có nhiều biến chứng hết sức nghiêm trọng này. Vâng ạ, xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Lân Việt đã tham gia chương trình ngày hôm nay và ít phút nữa chúng ta sẽ có những chia sẻ cho quý vị khán giả của VTC. Vâng ạ, thưa giáo sư Nguyễn Lân Việt, đột quỵ thì có những cái hình thái nào và có những cái dấu hiệu nào để có thể nhận biết là chúng ta đang mắc căn bệnh đột quỵ? Vâng, xin chào tất cả các vị khán giả. Như chúng ta đã biết, cái đột quỵ não hay người ta còn gọi là tai biến mạch não thì nó là một cái bệnh lý mà rất nhiều các cái người dân trong cộng đồng chúng ta bị, đặc biệt là khu vực ở Đông Nam Á của chúng ta. Đột quỵ thì nó có hai cái hình thái chính. Một, tức là nó tắc mạch não thì gây ra hiện tượng người ta gọi là nhồi máu não. Cái thứ hai là nó vỡ các mạch máu ra thì người ta gọi là chảy máu não. Tức là có hai hình thái: nhũn não, nhồi máu não và xuất huyết não. Thế nó còn có một cái hình thái gọi là hình thái nữa là cái hình thái gọi là nó tai biến mạch não thoáng qua, người ta gọi là tia, tức là tự nhiên thì cũng có thể là cầm một cái vật gì đó nó rơi hoặc là hơi méo miệng một tí, thế nhưng mà sau đó thì nó lại trong khoảng một tiếng thì nó lại hồi phục lại được. Nhưng mà nói như thế để thấy là có hai cái hình thái chính: một là tắc mạch não gây nhồi máu não, hai là chảy máu não, vỡ cái mạch não gây ra chảy máu não. Thế còn cái hình thái gọi là tai biến não thoáng qua thì thỉnh thoảng mới có các bệnh nhân như thế. Vâng ạ, vậy thì có cái dấu hiệu nào để có thể nhận biết về đột quỵ ạ? Đây là một cái phần rất quan trọng mà tôi cho là người dân rất là cần biết. Người ta có thể tổng hợp qua mấy cái từ tiếng Anh gọi là FAST. Tức là đầu tiên là face, tức là mặt, các dấu hiệu trên mặt. Vì chúng ta biết là các cái tổn thương như thế thì nó tổn thương vào cảm giác và vận động ở trên não. Thế trước hết là về mặt ấy, thì có thể là tự nhiên là thấy miệng nó hơi méo đi. Thứ hai là cái mắt thì nó sụp mi xuống, các cái nếp nhăn ở trên trán hoặc là nếp lằn ở mũi nó mờ đi, nó không còn được bình thường nữa, thì đấy các cái dấu hiệu ở trên mặt thì nó thấy như thế. Thứ hai là chữ A, tức là arm, tức là tay, tức là đây người ta nói tức là tay và chân, tức là nó giúp cho về vận động. Thế tự nhiên là thấy là có khi đang cầm đũa cầm bát này thì nó lại rơi xuống, tự nhiên nó yếu một bên cơ hoặc là liệt hẳn cơ. Mà cái điển hình nhất thì là nó liệt nửa người, là rất hay gặp cái tình trạng đó. Thế và một cái dấu hiệu nữa gọi là S là speech, tức là gì? Tức là ngôn ngữ, tức là tự nhiên thì đang nói này thì thấy nói nó hơi ngọng đi, đúng không? Hoặc là không nói được nữa, ở trong cái dấu hiệu nó có rối loạn về ngôn ngữ. Và cuối cùng người ta để cái chữ T, tức là time, tức là người ta nhấn mạnh là khi mà tai biến mạch não thì rất cần phải đến sớm ở bệnh viện. Thì đấy, cái thời gian là vàng ở đây, rất cần là phải đến sớm thì các thầy thuốc mới cứu được. Tất nhiên là khi mà bị tai biến mạch não thì nó có rất nhiều hình thái khác nhau, nhưng mà thường tức là cũng có người là tự nhiên thấy đau đầu, choáng váng, loạng choạng hoặc là hơi u ám một tí, lờ đờ, sau đó thì có thể là tự nhiên là yếu cơ rồi mất cảm giác, sau đó là có thể đi vào bán mê hoặc là hôn mê luôn. Nó rất là nhiều các cái hình thái khác nhau, nhưng mà với các dấu hiệu ở mặt, ở rối loạn về vận động, rối loạn về cảm giác, rối loạn về ngôn ngữ như thế thì chúng ta hiểu là đấy chính là những trường hợp bị tai biến mạch não đấy. Vâng ạ, vừa rồi là những chia sẻ về hình thái của đột quỵ và những cái triệu chứng để chúng ta có thể nhận biết là mình có thể đang bị đột quỵ. Vâng ạ, trong cuộc sống thì có rất là nhiều người khi mà mắc bệnh đột quỵ ở cái thể nhẹ thì cũng đã ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống rồi, và có những người mắc bệnh đột quỵ nhưng mà ở cái thể cấp thì có thể là nguy hiểm đến tính mạng. Và rõ ràng là đột quỵ là một căn bệnh nguy hiểm mà người ta vẫn nói với nhau rằng đó là một sát thủ thầm lặng và không chừa một ai cả. Theo giáo sư thì những ai thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị đột quỵ ạ? Tôi phải nói luôn, đột quỵ nó có nhiều nguyên nhân lắm, nhưng mà cái đối tượng mà hay bị đột quỵ nhất, tai biến mạch não nhất là những người bị tăng huyết áp. Tăng huyết áp thì tôi cho là một cái bệnh rất phổ biến ở mình, cứ 4 người lớn là có một người bị tăng huyết áp. Thế nhưng mà có rất rất nhiều người
là không biết mình bị tăng huyết áp, cái nguy hiểm thế. Hoặc có một số người thì là biết tăng huyết áp rồi nhưng mà lại không điều trị, hoặc là điều trị nó không đạt được kết quả, thì đấy là cái nguyên nhân hàng đầu. Thứ hai là một số các cái đối tượng mà bị rối loạn về lipid máu, hay ta gọi là rối loạn về mỡ máu, hoặc là những người bị đái tháo đường, hoặc là một số các cái bệnh nhân mà người ta có cái cuộc sống nó căng thẳng về thần kinh quá, thế thành ra là người ta suy nghĩ quá nhiều ở trong cái trường hợp đó. Thế thì một số các cái bệnh lý về tim mạch hoặc bệnh về máu, tôi lấy ví dụ bệnh lý tim mạch thì đặc biệt là những người mà bị các cái bệnh về, nó gọi là rối loạn nhịp tim, nó gọi là rung nhĩ. Rung nhĩ tức là cái tâm nhĩ nó bóp 400-600 lần phút, mà 400-600 lần phút thì thực ra là không bóp, thì cái máu nó tụ ở trong tim, nó hình thành cục máu đông xuống, nó bắn lên trên não là lúc ấy là liệt. Hoặc là các trường hợp mà bị hẹp hay là hở các van tim, hay là các bệnh cơ tim, bệnh tim bẩm sinh, hoặc là suy tim, nó hình thành các cái huyết khối ở trong tim. Hoặc là một số trường hợp bệnh tim mạch mà nó bị viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, tức là viêm vào trong tim thì nó hình thành các cái mảnh sùi, nó bắn đi. Thì đấy là một số các bệnh tim mạch. Thêm một số các bệnh về máu nữa. Máu có thể là các cái trường hợp nó tăng hồng cầu nhiều quá, đa hồng cầu chẳng hạn. Hoặc ngược lại là có trường hợp nó giảm tiểu cầu thì lại gây chảy máu. Thành ra là có rất nhiều các cái nguyên nhân mà gây nên các cái đối tượng mà đấy là các người có yếu tố nguy cơ để dễ gây ra tai biến mạch não. Vâng ạ, thưa giáo sư, chúng ta thấy là đột quỵ thì trước đây thì thường gặp ở những người ở độ tuổi trung niên hoặc là người cao tuổi. Tuy nhiên thì bây giờ lại có xu hướng trẻ hóa, thậm chí là có những người trẻ từ 20 đến 30 tuổi thì họ đã bị đột quỵ rồi. Vậy tại sao lại có cái tình trạng này ạ? Phải nói luôn là thế này, là đột quỵ thì chủ yếu vẫn xảy ra người cao tuổi thì nó vẫn nhiều hơn. Nhưng mà dần dần nó có cái khuynh hướng gần đây, đúng là như chị nói là nó trẻ hóa. Trẻ hóa vì sao? Vì là tôi phải nói luôn là nhiều thanh niên của mình cái lối sống nó không được tốt lắm, tức là mình vẫn hút thuốc lá, mình có tăng huyết áp, có béo phì, có đái đường, rồi là ít vận động, không ạ, sống trong một cái môi trường rất là tĩnh tại, có thể ngồi suốt ngày ở trên máy tính chẳng hạn, vân vân. Thì tất cả những cái yếu tố đó là cái yếu tố nó thuận lợi để mà cho gây ra tai biến mạch não. Nhưng ngoài ra thì có một cái trường hợp nữa thì rất là lưu ý, người trẻ có thể tai biến mạch não là người ta bị một cái dị tật bẩm sinh là phình các mạch não. Thế thì nó vỡ các phình mạch não, thì thỉnh thoảng thấy có một người trẻ tự nhiên là đột quỵ không còn biết gì nữa, thậm chí tử vong. Thì đấy là những trường hợp mà có thể trẻ. Nhưng mà cái quan trọng hơn tức là rất nhiều người trẻ mà cái lối sống nó gọi là nó bừa bãi quá, không điều chỉnh cái sức khỏe của mình, thành ra là nó có thể gây ra cái tai biến mạch não ở người trẻ. Vâng ạ, thưa giáo sư, nếu một người không may bị đột quỵ thì những người xung quanh chúng ta cần phải có những cách xử lý như thế nào để người đột quỵ tránh được tử vong hoặc là những cái biến chứng khác ạ? Tôi phải nói luôn như lúc đầu tôi nói đấy, đột quỵ mà đến được bệnh viện sớm chừng nào thì cái khả năng cứu sống nó nhiều hơn. Thế nhưng mà mình cũng không nên vội vàng quá. Trong các trường hợp đó thì tốt nhất người dân, nếu mà thấy gia đình có cái người như thế thì mình nên gọi cho xe cấp cứu. Xe cấp cứu người ta sẽ biết cách là chuyển đến cái cơ sở y tế nào mà có thể điều kiện tốt nhất để mà làm. Thế trong lúc mà chờ xe cấp cứu đấy thì mình cố gắng là đặt người bệnh trên một cái sàn phẳng thế này. Thế có thể nới bớt cái quần áo ra. Thế nếu mà bệnh nhân mà người ta có buồn nôn hay là nôn thì nên để cái người bệnh người ta nghiêng sang một bên, đúng không ạ? Cho nó đỡ trào ngược các chất nôn vào trong thực quản. Có một số trường hợp thì nó co giật. Thì trong trường hợp đó người ta có thể lấy một cái đũa cả, người ta quấn một ít cái gạc vào, ngáng ngang qua miệng này để người ta không cắn vào lưỡi. Thì một số các cái gọi là rất là sơ cứu như thế thôi. Nhưng tuyệt đối là không có châm cứu, là xoa bóp hay cái gì ở trong cái giai đoạn đó. Có người cứ chích máu đầu ngón tay, tất cả các cái thuốc ấy, thì hoàn toàn là không nên. Mà trong trường hợp này là ta cố gắng đến được cơ sở y tế sớm nhất. Thì tôi nói là trong vòng 3 đến 4 giờ đầu là cực kỳ quý, có thể cứu được bệnh nhân ở trong cái giai đoạn đó. Chứ nếu mà mình đến muộn hơn thì rất là khó. Vâng, thưa giáo sư, thời gian vừa qua thì do dịch bệnh COVID-19 thì những người mắc những cái bệnh lý mãn tính thì việc thăm khám thường xuyên với bác sĩ cũng gặp nhiều khó khăn và bị cản trở. Bên cạnh đó thì người dân chúng ta cũng có cái tâm lý là ngại đến bệnh viện, các cơ sở y tế do dịch bệnh. Xin giáo sư hãy cho một vài những lời khuyên liên quan đến việc duy trì tuân thủ điều trị và theo dõi sức khỏe cho những người có bệnh mãn tính để tránh xảy ra những biến cố đột quỵ ạ. Vâng, cái này thì là rất đúng trong cái dịp COVID vừa rồi. Thì là chúng ta biết là ngoài cái COVID thì những người bệnh có bệnh nền ấy,
có rất nhiều các cái trường hợp đó, nhưng mà người ta ngại là đến bệnh viện, bây giờ lại lây ra dịch bệnh thì người ta không đến, nhưng người ta quên mất là cái bệnh nền đó rất cần được khám thường xuyên. Chứ còn có những trường hợp, thậm chí là chúng tôi ở bệnh viện thấy có những trường hợp là bị nhồi máu cơ tim nhưng đến muộn quá, hoặc là có những trường hợp là bị tai biến mạch não như thế này nhưng mà đến muộn quá, thì lúc ấy khả năng cứu chữa nó quá ít, và nếu mà không tử vong thì cũng để lại cái di chứng nó rất là nhiều. Thế nên theo chúng tôi là thế này, với các trường hợp có bệnh nền rất cần phải có được cái sự gọi là thăm khám thường xuyên của người thầy thuốc. Tức là người ta vừa khám, người ta làm một số xét nghiệm cơ bản, người ta nhất là người ta điều chỉnh cái thuốc. Chứ có những trường hợp là ở nhà rồi không đến khám thì cứ cái thuốc nó như nào cứ thế là dùng, thì không kịp điều chỉnh. Nhất là các trường hợp mà sử dụng thuốc chống đông ấy, mà mình không có cái điều chỉnh ở bệnh viện thì rất là khó và có thể xảy ra các cái tai biến. Thành ra là đừng ngần ngại gì trong, kể cả trong cái dịch, thì đến bệnh viện người ta cũng có cái quy trình để người ta giữ an toàn cho người bệnh, rất cần có cái thăm khám định kỳ đối với các cái cơ sở y tế. Vâng ạ, thưa giáo sư, những bệnh nhân mắc những cái bệnh lý mãn tính thì thường là họ sẽ phải điều trị kéo dài. Vậy thì kéo dài ở đây trong khoảng thời gian là bao lâu, và làm cách nào để người bệnh có thể tuân thủ điều trị hay là duy trì thuốc uống đều đặn theo đơn của bác sĩ ạ? Vâng, đây cũng lại là một cái vấn đề mà rất cần phải trao đổi với người bệnh. Thường những cái bệnh nền, tôi lấy ví dụ như là tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, thì nó là những cái bệnh mà phải điều trị rất là lâu dài. Ở đây chúng tôi muốn tránh cái chữ gọi là điều trị suốt đời, vì nghe chữ suốt đời người ta chán lắm. Thế nhưng mà bắt buộc phải điều trị lâu dài. Tăng huyết áp nó không tự khỏi được ở trong tất cả trường hợp đó nếu mà ta không điều trị. Do đó phải điều trị lâu dài, và nhất là phải tuân thủ cái hướng dẫn, cái đơn thuốc của người thầy thuốc, mà không phải là chỉ dùng đơn thuốc trong một cái đơn vị nhất định thôi, mà phải dùng đơn thuốc trong một cái giai đoạn khá là tuân thủ theo đúng cái quy định của thầy thuốc. Vâng ạ, thưa giáo sư, bệnh đột quỵ thì thực sự là một trong những cái biến cố về sức khỏe hết sức là nghiêm trọng và thường gặp trong xã hội hiện nay. Vậy thì đột quỵ có thể phòng ngừa được hay không ạ? Đây là vấn đề mà theo chúng tôi là về cơ bản là hoàn toàn chúng ta có thể phòng tránh được. Trước hết là thế này, ở tất cả những cái người mà có yếu tố nguy cơ đấy, mình phải làm thế nào mình tránh được các yếu tố nguy cơ đó. Ví dụ như là cái ăn, chế độ ăn uống của mình nên ăn nhạt bớt đi, đúng không ạ? Nên ăn hạn chế các cái chất béo, các cái chất mỡ, vì nó làm sơ vữa các cái mạch máu của mình. Từ cái đó thì nó lại gây ra tăng huyết áp. Mà như tôi nói là tăng huyết áp nó là cái nguyên nhân chính gây ra đột quỵ. Thứ hai nữa là một cái mà người dân có người hiểu rồi nhưng vẫn làm, đó là hút thuốc lá. Chúng tôi nhấn mạnh là hút thuốc lá nó gây ra sơ vữa của các mạch máu, và đấy là nguyên nhân gây ra rất rất nhiều các cái bệnh lý về tim mạch, không cứ đột quỵ có thể nhồi máu cơ tim. Thứ ba nữa là gì? Chúng ta phải điều chỉnh, ví dụ là như chúng tôi nói đấy, là có một chế độ nghỉ ngơi, có một chế độ tập luyện hàng ngày nó rất là đều đặn, rất là định kỳ, thì ta làm thế nào ta mới tránh được các cái yếu tố nguy cơ đó. Thế một mặt khác, nếu giả sử là ta lại bị các bệnh mà bệnh gọi là bệnh nền đấy, ví dụ tăng huyết áp, ví dụ tiểu đường, ví dụ rối loạn mỡ máu, thì chúng ta hoàn toàn phải điều trị, chứ không thể là chủ quan ở trong tất cả các trường hợp đó. Đặc biệt là trong tim mạch thì có một trường hợp nó hay gây ra tai biến mạch não, đó là trường hợp bị rung nhĩ. Trong cái trường hợp rung nhĩ như tôi nói đấy, là cái tâm nhĩ nó bóp 400-600 lần phút, nhưng chỉ điện học thấy thôi, chứ trên thực tế nó không bóp. Mà không bóp thì nó hình thành cục máu đông, và nó bắt buộc người bệnh phải được sử dụng thuốc chống đông. Ngày xưa thì có các thuốc kháng vitamin K, nhưng nó có cái phiền là người bệnh người ta lại phải đến thử với đông máu. Nhưng gần đây có các cái thuốc gọi là NOAC, tức là các cái thuốc kháng đông mới đường uống, thì nó rất là tốt để có thể người ta sử dụng được. Vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ, những thông tin rất hữu ích từ giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Lân Việt cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, để cung cấp kênh thông tin chính thống nâng cao hiểu biết về đột quỵ, hướng tới mục tiêu phòng chống đột quỵ hiệu quả cho bệnh nhân và cộng đồng, một chương trình phòng chống đột quỵ đã ra đời với sự hợp tác chiến lược giữa Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cùng các chuyên gia và tổ chức y tế tại Việt Nam, với địa chỉ là đotquy.kcb.vn và fanpage phòng chống đột quỵ. Chúng tôi hy vọng rằng với những sự chia sẻ của giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Lân Việt qua buổi trao đổi ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị khán giả hiểu thêm về bệnh lý đột quỵ. Rất nhiều các yếu tố nguy cơ gây ra đột quỵ có thể nhận biết và điều chỉnh, và chúng ta có thể điều chỉnh thông qua sàng lọc và thăm khám sức khỏe thường xuyên. Đặc biệt với những bệnh lý mãn tính, việc tuân thủ điều trị, duy trì uống thuốc theo đơn kê của bác sĩ là rất quan trọng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.